Well, everyone, good afternoon. Welcome back to our online class videos. How have you been doing so far? I wish all of you are keeping great and fine. Today, we are going to study about Unit 3 in our student book, which is Work Hard and Play Hard. And we focus on the grammar, which is about present simple. Yes, prepared and taught by teacher Wachan Bisna. Okay, without further delay, let's start with me now, everyone. Okay, usage. So, how do we use present simple? How do we use present simple? Do you still remember how do we use present simple from Unit 2? Chẳng dừng ai chạm bán đấy thà dừng present simple nóng đầm bay ở vầy bùa. Nói nông mê đến tí pi nóng cực bàn bùng riêng tại tôi bị present simple mà đó hay mẹ nót. Chẳng dừng ai pause nơi video bỏ cửa hỏi ai rồi nó chào thân ai thà ta dừng present simple đầm bay ở vầy. Okay, we use present simple to talk about what, everyone? So there are two main important points. So here, number one, we use present simple to talk about one, something which is always true or true for long times. Dùng present simple đảm bên giờ ông pi ở với đại việt tàng đã bất rư cò với đã bất đứng tăng pi dù lùng. And number two, we focus about habit. So the word habit means in Khmer, mình nấy thá, tùm lộp. Okay, chắc chúng ta đang bên dưới âm phí ở với đại vị tài này bất, rồi có việc bất tăng phí dù lũng. Mùi tiết cứ dừng dưới âm phí tùm lộp. Okay, now let's see the example, everyone. So we got number one. The fish live in the water. Cái thăm ấy, cái thà trầy nâng rù nớ, không tực. Bà dương dưới âm phí ca pra pra, lịch mùi nâng lịch phí tại vì châu mùi ná. Bọn này kết mơ mơ. Ok, trầm trâu nà dương ai kết thay vi chô nà khnông ti mùi trái đại rô nà khnông tực nâng cư vi bụt vi dù lông nặng hao nà rư gò vi tàn đại bụt nà. Ok, trong mùi tiết. She walks her dog every day. Niêng bà nà chà rà bò niêng chì riêng rõ ngày. Well, bà dương dương pi ca pra pra khẳng lỡ pi nâng cư vi chô chì mùi nâng hạp hạp bệt. Pia đại dương ai tầm qua thay vi chì tùm lộp nâng cư pia thá every day. Ok, chẳng dừng cho tập đo tùm rung rồi bỏ viết đại tùm rung tìm mùi nó cứ dừng dừng bì positive. Positive mình đây thá, bì dục sổ. Cứ chẳng là dừng mơ example tìm mùi, hoặc mình tìm mùi thế, cứ example tập bốn này cứ bật cát, cứ dừng dây thà. I ate an apple. Nhóm mấy, nhóm nhắm, phải bỏ mùi. Chẳng cái này nó cứ chẳng là dừng bị phía thà ai chị ấy, ate nó chị ấy, hơi an apple nó chị ấy ná. Ok, chẳng ai nâng cư vị trí subject, it vị trí verb 1, and an apple nâng cư chia object. Chẳng ai tiên tầm rung positive form nâng nâng present simple nâng ban đại biệt ná. Ok, tầm rung đọc bỏ viết cư, so we got, the positive form of present simple, like subject plus verb 1 plus object in up. In optional, mình thấy dương ai tầm rung bỏ viên nâng cư dương pra subject bộp chùm môi nâng verb 1, bộp chùm môi nâng object. The object ní nâng nông chùm rơ, in optional nâng mình thấy chùm rơ. Đại bê khlác dương pra viên miền object, hay bê khlác nâng dương ạc miền object nâng nâng quý sai tờ lơ transitive verb hay nâng intransitive verb. Nâng mê đến chữ rơ dương nâng chăm cừu bây dù lập thay em chẳng dương. Còn nâng chăm tầm rung bỏ viên sân máu cư tầm rung đọc bỏ present simple positive cư vì miền subject. Plus chìa mươi nâng verb 1, plus chìa mươi nâng up, object in up, in optional. Let's see the example, everyone. So, we got number 1. I get up at 6 o'clock every morning. Khnhóm nhẹ, nâng mong pra mối chìa riêng rõ prực ná, bằng chìa âm phí tầm lộp bỏ dương. And number 2, he works as a farmer. Quát thua cá chìa, cá sẽ cổ. Ok, chẳng vì cho cả pra tìm mùi để tạo tổng bì something true, tạo tổng bì away đá bật. So number 3, they play football every weekend. Bộ kế linh báo chìa riêng rõ tật, chẳng vì cho tớ khnóng habit. Mình chỉ âm bì tùm lốp rồi bỏ bộ kế đá bộ kế tăng tờ linh báo chìa riêng rõ. Chia sẻ nằm mình rõ tật, chìa riêng rõ trong sạp đà, weekend trong sạp đà.
Okay, chúng dân cho the slide mấy. So let's move on. Go to the next slide. So we are going to discuss about negative form. Chúng dân nâng phía xa khí nha, tại tổng phí tầm rung phát đề xa tình học nha. Okay, chúng tầm rung phát đề xa. Nhi vì chứ tầm rung sọp tới mẹ nọt. Chúng nâng phía đề dân chăng thua vì chứ phát đề xa tình thay mấy kế. Well, everyone, you time do not, na. Example, cái nó cứ ba vi sọp, dân prao tha, I eat an apple, vi chứ bây dục sọp. Bạn thân nâng phía đề dân chăng thua vì chứ bây dục phát đề xa cái dân time do not. I do not eat an apple. Nhóm mình nhắm phái, phái bòm thế na. Bây dục mùi ní cái ai chú mô tha chứ bây dục bình na, rồi có full sentence. Full sentence nó cứ dân ác mà, cái nông ca ta sẽ cắt mùi tiết cứ dân ta sẽ do not nó tới chiếc don't. Chúng ai mới khuyên dụng mùi chết thả. I don't eat an apple. Nhóm mình nhắm phải bom thì chẳng pi nâng xe mạc nếch còn tại mùi dân prai vì chỉ full sentence. Mùi tiết cứ dân sẽ cắt lại do not nó dân sẽ tới chiếc chết don't. Ok, chẳng là bây giờ dân khuyên example nó dân ai tiên chia tầm rung này cái thiêu ban này. Ok, chẳng tầm rung bao viết cứ mấy. Ok, tầm rung bao viết cứ subject plus do, rồi có does, plus not, plus verb, plus object in up, in optional. Ok, hai cái lại does này cứ dương là slide tình năng subject may not. Nếu bây giờ dương pra cho môi năng bỏ rõ tí bây ai và chẳng nạ, rồi có dương dạy tha third person singular năng. Vì miễn đồ chìa he, she, it năng dương pra, does not. Đồ chìa dương pra tha he does not go to school, she does not go to school. It does not go to school. Chẳng rồi, third person singular tình ốc, chẳng pra, does not. Well, so let's see the example number one. I do not play tennis. Khnhom nâng mân mạch. Khnhom ọt liếng tennis tì. Viết cứ chiếc full sentence. Chẳng là phê đại dân chăng ta sẽ viết tờ chiếc tùm rung cắt và bó. Do not, vĩnh cứ dân ạch sẽ thá. Done. So, dạ dân bàn sentence mỗi đề miền này thà. I don't play tennis. Nhóm nắng cứ ở lên tennis tì. Ok, number two. They do not like ice cream. Ok, they do not like ice cream. Phụ kê ở cho chất nhắm. Cà rèm. Tôi sẽ cắt bỏ viết cư dương là sẽ tới chía. They don't like ice cream. Nó. Dương, dương cắt do not nắng tới chía. Don't. Well, number three. He does not eat pizza. Quát ở nhắm pizza tì. Does not. Chắc nữa phía đại dương chân ta sẽ tùm rung cắt là bỏ does not tới chìa ý kia vĩnh. Tới chìa doesn't. He doesn't eat, eat pizza. Well, this is the form of negative and also the example that I have created for all of you. So before we are going to the other slide or before we move on, I would like you to pause my video and try to find some example. At least chân là dương cũng tuần à từ một mơ slide crew và to nó crew chẳng là dừng pause nơi video crew sẵn hỏi và các example để tạo tầm vì positive hay năng negative ở bạn mà ví dụ ni mối nơi bạn pi mà nãy hay rồi bây giờ và các hai hết chẳng dừng từ mơ video crew và time tiền. Ok, now we continue to discuss about question. That question in this slide we focus on yes no question. Chẳng là nông slide mùi ní cứ dừng đào từ lưu yes no question. Đại dừng đăng là thầy yes no question cứ chứ xin nua đại đàm đói. Yeah, đào đàm đại ấy ổn. Đại đàm đại do rồi có does. Ok, bù dừng slide ghi yes rồi có no hả chẳng. Viết tập đàm chỉ mùi nếu do rồi có does. Do rồi có does plus subject plus verb plus object in up in optional. And don't forget to put question mark. Ok, chắc dừng mình tầm rung do rồi có does. Dừng bộp cho mùi nóng bật thiến, bộp cho mùi nóng kê giả sắp. Hỏi bộp cho mùi nóng cà mạc bọt hỏi complex đã từ nhà xùa. Dừng mình example từng ngọt nha, từng ngọt nha. Number one, do you like to play guitar? Ta nè cho chất liên ấy, cho chất liên guitar ọt. Chúng lại bảo kế mình pi nha. Yes, rồi có no. But yes, yes I do. Mình này thà, chim cho chất bác, chim cho chất liên. But no, no I don't. Mình này thà, nhu ạ cho chất liên guitar thế ná. Ok, mà đoàn thế ná, xùm nua cái xua tha. Do you like to play guitar? Sorry, do you like to play guitar? So, we got the answer yes, no question. Yes, I do. And no, I don't. But, chúm cho chất.
No, tế xin ọt ọt cho chật tì. Okay, let's see the example number two, everyone. So, the question is, does he work for this company? Ta quạt nóng mấy? Ta quạt nóng thơ ca ở cơm hôn mươi nì rứ? Okay, đôi khẳng lỡ đá kì dương mình bí, yes, no question, yes, we can know, chùm lào đại dương tới chân lào á. Chẳng sạch chì kì lại nế kì dương pra sạch chì hi, nàng chẳng là phê đầy dương chân lá kì dương pra chùm mùi hi đà, kì yes, he does. Yes, dương pra chùm mùi nàng does. We can know. No, he doesn't. Okay, ta, dùng ta slide bắt đầu tiết. Mình dùng bắt đầu từ lưu question này. Dùng bắt đầu từ lưu question, yes, no question. Nơi xung đồ này cứ dùng nâng chạy tổ hồng phi WA question. Đừng đấy là hai thằng WA question. Để WA question này dùng trọng viên màu phì môn nâng cứ mình ảnh lá dùng chân nàm đấy. Okay, vì mình đôi chị ấy. Thì mình đôi chìa who, yes, who. Vì mình đôi chìa which. Vì mình đôi chìa where. Vì mình đôi chìa how. Vì mình đôi chìa why. Vì mình đôi chìa when. Vì mình đôi chìa what. Ok, chắc vì mình who, which, where, how, why, when, and what. Hồi từng ổn nắng ta kìa pra vì mấy đôi chìa who, kìa pra mấy asking for what. Which kì pra mấy, kì pra về đầm bầy xua rồi ấy kì chẳng hả ná. Ok, chẳng ta ẩm bờ lên kì trong xua ẩm bì ấy ná. Ok, slide bà tốt chứ nâng chạy tương ẩm bì kà pra bảo vĩ đó. Đôi chìa bảo này khơi bị what ní. Asking about things. Chẳng what nữa bê đầy dân pra về nâng nông đập dụ equation. Cứ dân xua với ẩm bì bật thổ. So, let's see the example here. What is your favorite color? Ta po away đây này ai cho chặt cái ngắt cái xuồng pi color xuồng pi vật thọ vậy. Chừng ai chơi po của home po kill po lươn gì chẳng tới nè. Giờ pi vật thọ. Ok mà đón cho na what asking about things xuồng pi vật thọ. So example, what is your favorite color? And when dùng bộ máy mình đây thà. Bên na mình nói dùng xuồng pi asking about times of an event or activity. Su âm pi pi và lia này bật cả nam mối rư có sạc cam phép ná nam mô vầy. Ok, when? Let's see the example. When do you wake up every day? Ta này ai nóng nhẹ nửa máu. Nửa máu bảo mán rồi ngày nữa. Ok, xua rơ pi và lia mẹ nọt. Ok, nhưng anh chị màu bảo mùi, màu bảo lên chẳng ta ná. Ok, mùi chất cứ where? Asking about place. Xua rơ âm pi tì gần lại ná. Ok, đôi chìa example here. Where can I buy a book? Ta, nhóm ai tinh sập hư mà các bạn bán nơi tí nà ná. Where? Asking about place. Xua rơ tì gần lại. Ok, một chút chú dùng xua âm pi who. Đại who ní mình nấy thá. Asking about person. Subject. Thì thà xua âm pi, xua rơ âm pi, mình nụ. Rư có xua rơ âm pi, và thiên subject ná. Ok, let's see the example. Who are you? Ta nhãn cái chiên nà, dân ai chlai mắc nhóm chiên nà, nhóm chung ấy chẳng tờ ná. Kì xua âm pi, mình nụ. Ok, next. We got which. Which. So, how do we use which? Asking about an option or choice. Kì pra which, đàm bay xua rơ âm pi, chùm rơ rư có. Yeah, chùm rớt rồi có này choice nó có bỏ thay chùm rớt đôi khi option có chùm rớt nên cái xua rồi ông biết chùm rớt. So which book do you like? Ta sẽ phơ môi ná đây này án cho chặt kể cái xua rồi ông biết chùm rớt ta rồi viên chùm rớt sẽ phơ nâng hay sẽ phơ môi tiến ta môi ná đây này cho chặt. Which book do you like? Ok, we have wise. So, how do you use the word wise? W equation wise. Ok, chắc dân pra wise nâng cứ đồng bây xu âm pí reason. Asking for reason. Reason nâng mình đây thá, hạt pol. Cái xu rồi âm pí hạt pol. Ok, đôi chì cái xu thá, why do you say that? Ta hạt vách ban chân này anh dây chẳng. Ok, chẳng nửa phê đại kê xu why xì tu tớ, nửa phê đại dân chá láo, nhưng ai chập đám đại phía thá, because. Mùi tiếp. Ok, ta dừng mơ phía trong cái cứ how.
Chúng ta house asking about a procedure or method. Chúng ta rộng bì nịt tệ vị thí, procedure nâng nịt tệ vị thí rồi có vị đầm nà ca. Đập bì method nâng cứ vị thí xa ná. Ok, chẳng kì xua rộng bì procedure or method đầm nà ca rồi có vị thí xa. So, let's see the example here. How was your exam? Ta ca bà lòng bọn này ấy nâng cứ dạng nà hao ý ná. How was your exam? Vì lọ, vì bật bật tử mấy tư. Ok, chẳng ní tẹt tổ ẩm pi W equation. Chẳng phạm pi đại dương riêng basic này không lẽ vô bỏ dương nữa. Cứ vì mình được chỉ biết what, when, where, who, which, why, and how. Chẳng càng bờ năng cả phút vì mình đo làm bốn năng ná. Phần tay, còn là pi chỉ năng cứ dựa toàn dựa mà phạm pi này không lẽ vô bỏ dương. Thế nào cứ rưu chân ở dưới score chẳng phạm pi này sân á. Ok, chẳng dương chọc slide mùi nữa hơi dương từ mơ slide bật tốt đại tẹt tổ ẩm pi. Spelling with third person singular nó hỏi rút mùa nít kì cụ cắt chênh bì giả phơ student bộ bò dưỡng dừng ai tờ mơ nè khổng giả phơ student bộ bò dưỡng bàn á. Ok, cái tha ca bà có biết đài prao cho mùa nâng bà rõ thị bấy ếch ai vai chẳng nạn á. Ok, tỏ dừng mơ mơ number one most verb at s in the third person singular cái trong giấy tha cái giả sắp chỉ tra ơn most verb at s bằng time s chỉ muốn nâng third person singular đôi giới biết thà wear the wears speak the speaks leave the leave miền s anh chẳng thân á cứ dừng pra cái giả sắp chỉ tra nó phải là dừng pra chỉ muốn nâng third person singular đại về miền đôi chơi kì he she it nâng nó phải là dừng pra chỉ muốn nâng cái giả sắp tiếng o nâng cứ dừng time time s đôi giới biết thà wear the wear miền s speak the speak mean s leave the you leave mean s cứ dương time time s. Ok dương mơ cạnh này một chút cứ but go and do are different they add e es cái tha go hay là do nó cứ vừa same thì kê nè cứ cái time ấy kê cái time e es đôi chỉ biết tha go từ goes do từ does cứ dương time time es chẳng rõ cái giả sát tương lai nó đã ra cho mỗi đồng bà rõ thị bấy ai vậy chẳng nè đài nè đài bình chọc đài sọ ô nè cứ dương time es nè mình men mình trong tập biệt thả cú hay là đu trên nà rồi cái giả sắp đài bình chọc đài ô nè dương ai time dương ai time es bàn. Ok dương mơ number 2 if the verb ends in s sx or cx add es khi tha bà xin bà cái giả sắp đài bình chọc đài sọ ấy là s sx rứ có cx dương bình time es. Nhưng một example đôi chỉ biết thà finish, đôi chỉ finish, watch, từ watch. Chẳng rõ cái giả sắp đại bình chọc đôi nè, chứ khơi nhé, sx nè ná, nó phải là dương prai cho mỗi nông bà rõ thị bấy, cứ dương time es. Mùi tiết cứ biết thà watch, nó phải là dương prai cho mỗi bà rõ thị bấy, ai vậy chẳng nạc miễn đôi chỉ he see it, dương bình time es, watch, từ chỉ watch. Sorry nó watch từ chia watch. Ok, chẳng về miền s s x c x nó dương chạm biệt tử cạnh này bị sai nắng chẳng loa cái giả sắp nó đẹp bằng ai khơi thành được cái đề viết bị chọc đòi s s x c x nó bị đẹp ra cho mỗi bài thì bài hi sĩ ít cái dương time dương time es. Ok, dương mơ lịch bài thì ngọt nía if the verb ends in a consonant nó why change why to is cái tha bản thân là cái giả sắp nó đã bình chọc đòi chuyên chỉ nhận why dương change why nâng từ chia is vì mình đôi chỉ biết thà flies từ flies dương change why đặt is máu đôi chỉ biết thà study nó bây giờ dương prai cho mỗi bài rõ thị bay ai và chẳng nã dương change why thêm is. Ok chắc là nâng cạn này thôi mà đa rồi cái giả sắp chẳng lại nó đã bình chọc đòi sạ mà chọc lại nè là sạ vài nứng chứ nó bây giờ dương prao cho môi nông bà rõ thị bây ai phải chẳng nạ mình đồ chì hì xì ít anh chẳng tớ dương chèn vài dương nạ ai 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 cho ná phần tay cái giả sắp đã bình chọc đấy xuân chẳng nè cái thà cái giả sắp đã bình chọc đấy xuân chẳng nè vài cứ dương ở chèn vài tì lại nâng cứ cái trong dễ thẳng chèn á cái giả sắp đã bình chọc đấy so vài hồi này chật vài nâng miền sạ
Sạ nó vì mình sạ cái này không biết sao ông lấy giống mình bảo mán, bảo này nó chạm thế. Vì mình pram là mình ekla, vì mình a e i o u nữa. Chẳng rõ cái giá sắp đài tăng pram nâng a e i o u. Vì nó chất chân chỉ nhạc y nâng. Nơi bê đại dương pra chỉ mới được bảo thị bây ách và chân á. Cứ dương ọt chênh y tế cứ dương thám. Dương thám tại s tên á. Dương mệnh giảm phó đồ chỉ biết tập play nè ná. Chỗ bây giờ viên bình chọc đại là so y nâng mến. Phần tài này chất y nâng miến. Chúng mình miền sorry miền sạ sạ a e i o u nó là miền pram nữa và sản phẩm miền pram nó cứ dùng ở chain y tới dùng time tái time tại s nè ok dùng mơ cạnh này trong cái là miền bị half is irregular nè cái trong giấy tờ half nó cứ chia cái giá sắp đặt lại pro chứ nó phải là dùng pram chỉ mỗi lần mà ra thì bay ai và chẳng nát cứ dùng đồ bị half mà has he has she has it has in chẳng tên nè ok chẳng cả lại pra pra này cứ sang khẹp mà phần nắng cả bất viện quên chừng nắng đá phần ta đã xa ta này mê riêng dương kia ai riêng màn tập phần nắng tên chẳng cứ xong lược phần nắng màu phần riêng dương sánh hồi sinh cầm thật ngày nà để dương tập lọc được nạ với dương miên phê cho rán cứ dương đào cho rán từ lưu grammar môi nắng nạp vụ grammar nâng viên xâm khăn đá của con sức phê cho rán cho lòm khăn nông ca pra pra bởi viên phê khá ọt thaym s phê khá ọt thaym es in chẳng tên á ok chắc rằng không tha nơi đại dương tập lập được nạ vĩnh cứ kêu đừng đào từ lời cho nó thế bàn trà nữa ok dương mơ tập đào practice bao dương tích cả bị dương riêng grammar chấp hết cứ trong practice cho mui dương đầu viên đại dương riêng để tập đi present simple nữa cứ dương miền đọc lầm hát nơi tí ní ok right now please read the instruction all together complete these sentences with present simple cái ao dương một pinh bị vô từng ao nó cho mui nó present simple ok dùng mình biết được chữ like b nhưng ta để cái ao chứ hay dùng giờ biết nó từ pra ở trong tới chữ môi nó subject đại kế đại cái ao nhá ok ta dùng mơ lịch môi từng óc này nhá Dara and I cái ao dùng pra biết like ta dùng giờ biết like nó từ pra nơi không à chữ lo là t nó dùng pra like time s rồi còn dùng time e a or time s rồi còn dùng time e a hình chẳng tên nhá ok chẳng cứ chẳng tục bây giờ dùng con ái dùng pause nơi video bóc cái đồ hói thưa phải chỉ pram từ bảy mươi nửa tí tới rưỡi gồm phần bảy nửa tí đó tam sản mặt phiền bò dướng cài móc chăm dương play video bỏ cút hai mươi chậm lại từng ngọc nè đó đấy từng ngọc nè ok chắc mà sân bài dương ban thưa làm hạt đang hai hai dương check chậm lại chậm mỗi cút từng ngọc nè tới so number one Dara and I yes the answer is like nè like to play football chẳng dọn mình tham S đấy đời xa ta Dara and I nâng cứ vì mà nữ pin nhẹ hai đàn chẳng dừng mình ai pra like tham S bán tên á nhưng pra like tham S bán đô tra ta nâng cứ chia third person singular đàn miên tái mà nữ mình nhẹ hai vì chia bà rõ tí thì bây giờ nít tham ai mà chia tới vì tớ chia ní hai vì tớ chia tràn khí nha chẳng vì ở châu cho mình nó cảnh này bỏ dưỡng nha ok chẳng dừng mơ lịch pin thằng ọc nha vì rác cái ai dừng pra bí vì rác tớ yêu bình vì rác yeah, dùng pra be nó cứ verb to be nè, chẳng vì verb to be nó phải là dùng pra bài chủ mối nó về rẽ, bỏ ra thì bài third person singular tới dùng pra chủ mối nó is. Ok, nè, Jerry. Ok, live mean s in Gandhar province. Number 4, some bad star dish change white time IES at NGSPA. Number 5, we have breakfast at 7:30 a.m. Number 6, days are farmers. Number 7, rich mean s là sao dương pra chủ mối nâng third person singular. Vietna chỉ chủ mối. Vietna rich a book. Number 8, wood works at this company. Number 9, my father goes to work 5 days a week. Number 10, my sister and I like watching action movie. Ok, chẳng cài vì dân thua lòng hạt nâng từng ọc này hả? Cô xin khâm đại dân dơ mê đến đại cụ bà điên nâng dơ từ cót dơ từ thua lòng hạt đại cụ đừng đại ai nâng Google Form từng ọc này ná. Ok, so let me. Ok, từng ọc này chẳng cụ mình homework muối. So, I have one homework for you everyone. And here's I will assign one homework on Google Form and I will drop that homework in your group, Telegram group.
And I hope that all of you will do the homework. So I think that this is the end of our lesson today. Thank you so much everyone for watching this video.